Vâng, hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của D-Review. Và trên tay mình các bạn có thể thấy đó chính là chiếc Realme X, một cái sản phẩm và đây sẽ là cái phiên bản nhập khẩu. Và sắp tới nó sẽ có cái phiên bản chính hãng tại Việt Nam với mức giá cực kỳ yêu, khoảng 5 triệu đồng thì các bạn đã có một cái cỗ máy chiến game với rất là nhiều những ưu điểm đến từ màn hình hay là camera. Và bên cạnh đó thì cái phần thiết kế các bạn có thể thấy là nó khá là đẹp. Trong cái video này thì mình sẽ tiến hành test game cái tựa game PUBG Mobile trên chiếc Realme X này. Và đầu tiên thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn một số những cái thông số cơ bản của chiếc máy này. Thì hiện tại nó đang được chạy con chip là Snapdragon 710. Và nếu như mà các bạn để ý thì đây là một con chip nó đã xuất hiện trong năm ngoái trên chiếc Xiaomi Mi 8 SE. Và ở đây thì mình cũng đã tiến hành đo điểm AnTuTu và các bạn có thể thấy là chúng ta đang có số điểm khá là ấn tượng, lên đến 155.000 điểm. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng khám phá xem là chiếc máy này nó sẽ thể hiện cái tựa game PUBG Mobile như thế nào. Rồi và bây giờ thì mình đã tiến hành vào cái tựa game PUBG Mobile trên chiếc Realme X này. Và nếu như mà các bạn có thể để ý là lúc vào game ấy, thì đối với cả những cái chiếc máy đến từ Realme hay là Oppo thì chúng ta sẽ có gọi là cái không gian chơi game, thì nó sẽ giúp cho chúng ta có thể tối ưu được cái FPS, tức là cái khung hình mà khi các bạn chơi nó sẽ ổn định hơn rất là nhiều. Và bây giờ thì quên mất, mình sẽ vào phần setting. Vào phần setting để chúng ta có thể theo dõi được xem là chiếc máy này nó có đáp ứng được không. Ở đây thì mình thấy là nó cũng có thể bật được lên chưa. Trên màn này chưa thể bật lên được HDR và mình sẽ thử xuống cái Smooth. Smooth thì ở cái frame rate chúng ta sẽ bật lên được Ultra. Thì mình rất là thích chơi ở cái mức này bởi vì là mình ưu tiên cái tốc độ khung hình hơn rất là nhiều so với cả cái phần đồ họa. Và có lẽ là không để làm mất thời gian thì mình sẽ vào một cái game nó sẽ nhanh hơn. Quickmat thì nó sẽ tiết kiệm thời gian khi mà chúng ta chơi, mà nó vẫn thể hiện được cái mức độ chơi game trên chiếc Realme X này. Và nếu như mà các bạn đã theo dõi cái video mở hộp đánh giá nhanh của anh Hải Vàng Tơ thì chúng ta cũng có thể thấy là chiếc máy này đang có rất là nhiều ưu điểm. Và nói xét riêng về cái khả năng chơi game thì mình nhận xét là con chip Snapdragon 710 vẫn là một con chip tốt ở trong tầm giá là 5 triệu đồng so với cả các smartphone năm 2019. Và bên cạnh đó, nếu như mà khi chơi game thì chúng ta thường chú trọng về cái khả năng cầm nắm, thì hiện tại nếu như mà các bạn đang thấy thì mình cầm khá là thoải mái và hoàn toàn không có cái hiện tượng bị cấn hay là trơn trượt gì cả. Bên cạnh đó thì dung lượng pin cũng là một cái yếu tố mà sẽ làm cho cái chiếc máy của chúng ta có thể có một cái thời gian sử dụng, thời lượng sử dụng lâu dài hơn, nhất là khi mà sử dụng để chiến game. Thì chiếc máy này nó cũng được trang bị một cái dung lượng pin khá là trâu. Rồi và bây giờ thì mình đã vào được cái trận đấu của chúng ta. Và lúc nãy thì mình đang chia sẻ về cái dung lượng pin của chiếc Realme X này, thì chúng ta sẽ có một cái viên pin hơn 3600 mAh. Và nếu như mà để so sánh với cả chiếc Xiaomi Mi 8 SE thì chúng ta cũng có thể thấy là chúng ta sẽ có một cái dung lượng pin lớn hơn, một kích thước màn hình lớn hơn, và bên cạnh đó thì nó là full viền. Và về chất lượng hình ảnh cũng là một cái yếu tố mà mình rất là quan tâm khi mà chúng ta sử dụng để chơi game. Màn hình của chiếc máy này được trang bị một cái tấm nền, đó chính là Super AMOLED. Chính vì vậy mà khi mà chúng ta chơi game hay là xem video thì nó cũng cho chúng ta một cái cảm giác rất là mượt mà, màu sắc tươi tắn, và nói chung là mình hoàn toàn hài lòng về cái mảng hình ảnh ở trên này. Nó giúp cho khi mà chúng ta chơi game thì nó sẽ đã hơn rất là nhiều. Hiện tại thì tất cả những cái thao tác mà mình sử dụng thì hoàn toàn là rất là thoải mái. Và hiện tại thì ở trong cái game này chúng ta sẽ chỉ đấu shotgun thôi. Sorry các bạn, bởi vì những cái thao tác của mình chơi có vẻ như là nó không được chuyên nghiệp cho lắm. Bởi vì khi mà quay video này thì mình đang phải nhìn qua ống kính của camera. Chính vì vậy những cái thao tác của mình nó vẫn chưa được chính xác cho lắm, thì các bạn bỏ qua cho mình nhá. Còn chơi cái tựa game này thì mình đánh giá là mình cũng không phải là một cái đối thủ tệ lắm. Xem nào, nhận xét một chút về cái đồ họa đi. Đồ họa thì mình thấy là chiếc máy này nó xem nào, với con chip là Snapdragon 710 thì máy đang có một cái tốc độ khá là tốt, chơi khá là mượt. Và bên cạnh đó thì cái khung hình mình cảm giác nó cực kỳ mượt luôn, bởi vì chúng ta đã bật lên được ở mức Ultra rồi, thì không có lý do gì mà chúng ta có thể chê được cái khả năng chiến game. Và bây giờ thì mình sẽ bật thêm cái loa ngoài để chúng ta có thể nghe được xem là cái đồ họa của nó có tốt không nhá. Đấy, tiếng shotgun liên tục. Có nên lao ra không ta? Nói chung là mọi thứ rất là ổn định và mượt mà.
Và không biết các bạn nhận định như thế nào, riêng mình thì mình thấy là khi mà chúng ta chơi game ấy, trên những cái chiếc smartphone hiện tại chúng ta có rất là nhiều những cái thiết kế kiểu dáng về màn hình. Ví dụ như là màn hình giọt nước này, màn hình tay thỏ hay là màn hình đại khái là nó sẽ bị chiếm một phần màn hình để sử dụng cho camera selfie, hay là những cái cảm biến Face ID ở trên những cái dòng máy cao cấp của iPhone. Thì mình thấy là chơi game thì nó khá là khó chịu và vướng víu ấy. Cho nên là khi mà mình nhận được thông tin là có một chiếc máy cấu hình là Snap 710 với mức giá là 5 triệu đồng mà có một cái màn hình full viền như thế này, thì mình thấy đây là một chiếc smartphone của tương lai, và nó hoàn toàn giúp cho chúng ta có những cái trải nghiệm chơi game hay là xem video rất là tốt. Nói chung là mình đánh giá rất là cao chiếc máy này, từ nãy giờ chơi thì hoàn toàn là không có dấu hiệu giật lag. Và bây giờ mình sẽ đi tìm một cái đối thủ đi. Từ nãy giờ vẫn còn tận 16 người. Nói chung là chiếc máy này thể hiện rất là tốt các bạn ạ. Mặc dù là chúng ta chỉ để mức đồ họa là smooth thôi, nhưng mà mình thấy là đúng là smooth, nó rất là mượt mà. Và bên cạnh đó thì đã đẩy được cái tốc độ khung hình lên cao, lên là ultra rồi, thì mình thấy là nó quá là tuyệt rồi. Có lẽ chúng ta không thể mong chờ gì nhiều hơn ở một sản phẩm mà chỉ có mức giá là 5 triệu đồng, được trang bị một cái màn hình full viền, một viên pin rất là trâu với tốc độ sạc cũng rất là nhanh, một cái cấu hình tầm trung quá là tuyệt vời. Đây, khi mà mình xoay map này, các bạn có thể thấy là chúng ta hoàn toàn không gặp phải bất kỳ một cái vấn đề giật lag nào cả. Wow, có lẽ là bo sẽ vào khu nhà này và mình sẽ vào đây để đảm bảo mạng sống và an toàn. Đóng cửa vào. Có tiếng bước chân hay sao nhỉ? Ủa. Cảm giác nó ở ngay dưới nhà các bạn. One shot, one kill. Ôi giáp ai anh em ơi. Cái nick này nó không để cái chế độ tự nhặt, cho nên là để nãy giờ mình cứ nhìn qua cái ống kính camera mà khó thao tác vãi. Anh em bỏ qua mình nhá. Không còn ai cả, không thấy cái dấu chân nào qua đây. Xem nào. Rồi, và có lẽ là chúng ta đã đi đến phần cuối của video rồi, và anh em cảm nhận như nào về chiếc máy này? Cá nhân mình thì mình thấy là với tựa game PUBG là một cái tựa game yêu cầu cấu hình cao, mà chiếc máy này nó cũng đã chiến được ở mức đâu nhở, ông ấy đâu nhở, đau quá. Rồi, và xin lỗi anh em, có lẽ là mình sẽ dừng cái video test game ở đây và kết thúc ở vị trí thứ 6. Rồi, và tổng kết lại về khả năng chơi game của chiếc Realme X này, thì mình chốt lại là chiếc máy này có một cái khả năng cầm nắm rất là tốt. Bên cạnh đó thì chúng ta không bị trơn trượt hay là bị cấn khi mà cầm chơi game, hay là nói chung là nó cho chúng ta một cảm giác cầm nắm rất là thoải mái. Về hiệu năng thì chiếc máy này thể hiện trên cái tựa game yêu cầu cấu hình cao, đó chính là PUBG Mobile, thì quá là mượt mà. Với cái số tiền là 5 triệu đồng với một con chip là Snapdragon 710. Bên cạnh đó thì máy cũng đáp ứng cho chúng ta những cái tấm nền Super AMOLED để có thể trải nghiệm được những hình ảnh trong game vô cùng sống động và chân thực. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng có một viên pin rất là trâu, khả năng sạc nhanh, và đó là tất cả những gì mình muốn chia sẻ với các bạn trong video này. Và ý kiến của các bạn như thế nào về chiếc Realme X này? Và sắp tới thì chiếc máy này nó sẽ có mức giá là khoảng hơn trên dưới 5 triệu đồng cho phiên bản chính hãng, thì anh em nhận định về khả năng chiến game của nó như thế nào? Những gì mà chiếc máy này nó đang sở hữu và những cái tính năng nó mang lại cho anh em, thì anh em có hài lòng với mức giá là 5 triệu đồng hay không? Hãy để lại mọi ý kiến và cảm nhận của mọi người ở bên dưới phần bình luận, và đừng quên like, share cũng như subscribe kênh YouTube của Đi Review để ủng hộ anh em nhé. Còn bây giờ xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Bye bye.